Sống Đúng Sống Đẹp thứ năm mùng 8 tháng 2 2024, tức là ngày 29 Tết. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen Thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho thân nhân, vì những công trình Chúa làm cho tôi vui lấy chi đền đáp ơn người, lấy gì đền đáp ơn một bài ca thiết tha mặn mà sống luôn tràn hòa như âm thanh bằng màu xanh như trăng sao luôn vượt cao Chúa ban tràn đầy hồng phúc bao la. Sống Đúng Sống Đẹp thứ năm mùng 8 tháng 2 2024, tức là ngày 29 Tết. Những câu chuyện Tết. Thưa anh chị em và các bạn thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay là ngày 29 Tết. Chỉ còn một ngày nữa là chúng ta bước sang năm mới Xuân Giáp Thìn. Chuyện sư tích cũ hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn cũng như thiếu nhi chúng con những sự tích, trong đó có nhiều sự tích mà có lẽ chúng ta chưa biết. Mặc dù đã quen với những công việc đó rồi nhưng mà không hiểu tại sao mình làm như thế. Đầu tiên đó là sự tích ngày Tết. Ngày xưa, con người chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình. Ở nước nọ, có một ông vua nổi tiếng, thông minh và tài đức. Đất nước của ông thanh bình, dân tình no ấm. Một lần nhân dịp vui, nhà vua nảy ý định ban thưởng cho người già nhất trong nước. Ai là người già nhất trong nước sẽ được nhà vua ban thưởng một phần thưởng đặc biệt. Nhưng không có một cái làng nào chọn được người già nhất nước. Thế vậy, nhà vua liền phái một đoàn sứ giả đi tìm các vị thần để biết hỏi cách nào, làm sao để mà biết ai là người già nhất. Vâng lệnh vua, đoàn sứ giả lên đường. Vị đầu tiên họ gặp là thần sông. Thần sông mặc áo trắng, tóc mềm như nước, nghe sứ giả hỏi, bèn lắc đầu trả lời, ta ở đây đã lâu, nhưng chưa bằng mẹ ta. Hãy đến hỏi mẹ ta. Mẹ ta là biển cả, chắc mẹ biển cả sẽ biết. Thần biển cả mặc áo xanh biếc đang ru con bằng những lời sóng vỗ. Sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng. Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của mẹ trùng dương. Được hỏi làm sao mà biết tuổi của con người, ai là người già tuổi nhất? Thần biển chỉ tay lên ngọn núi xa xa và nói, hãy đi hỏi thần núi, thần còn sinh ra trước cả ta. Khi ta lớn lên thì thần núi đã già rồi, lên hỏi thần núi nha. Đoàn sứ giả lặn lội đến gặp thần núi. Thần núi da xanh rì vì rêu bám. Hồi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hồi gió hiu du qua bao đỉnh đời. Hồi ta rêu xanh trời còn na ra. Da ta 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 ra ra ra. Tháng ngày men say nào ta. Thần núi nghêu ngao hát câu được câu trăng. Nghe hỏi làm sao biết tuổi, ai là người già tuổi nhất? Thần núi cũng lắc đầu, chỉ tay lên trời. Ồ, rất tiếc, ta cũng không biết. Hãy lên hỏi thần mặt trời. Lúc ta mới chào đời, ta đã phải nhắm nghiền mắt vì nắng của thần. Thần mặt trời còn có trước cả ta nữa. Hãy đi hỏi thần mặt trời để biết
ai là người già nhất, ai là người có nhiều tuổi nhất. Bây giờ, làm sao đến được chỗ thần mặt trời? Đoàn sứ giả thất vọng quay về. Đến một khu rừng, họ gặp một bà lão nét mặt buồn rầu ngồi chăm chú trước cây hoa đào. Đoàn sứ giả đến gần hỏi: "Thưa cụ, tại sao cụ lại ngồi đây mà nét mặt buồn rầu như thế?" Bà lão trả lời: "Tôi đến đây để hái hoa đào. Thuở trước còn tôi đi xa, cây đào này đang nở hoa. Bây giờ mỗi lần hoa đào nở, tôi lại hái một bông hoa về để nhớ đến con tôi. Mùa xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi trót yêu từ lâu. Lòng bâng khuâng nhớ hoa năm nào hẹn hò nhau dưới hoa anh đào, mình nói chuyện ngày xưa." Một ý nghĩ vụt lóe lên. Đoàn sứ giả xin phép bà lão trở lại kinh đô. Họ tâu lên vua việc gặp bà lão hái hoa anh đào, tính thời gian chờ con. Nhà vua vốn thông minh nên nghĩ ra cách tính tuổi con người. "Ồ, như vậy thì ta có cách tính tuổi con người rồi. Cứ mỗi lần thấy hoa đào nở thì cứ tính một tuổi, vì mỗi năm hoa đào chỉ nở có một lần. Bây giờ cứ thấy hoa đào nở là tính một tuổi, vậy là đúng rồi." Sau này người ta mới biết 12 lần trăng tròn rồi khuyết, hoa đào mới nở một lần. Lại kể về nhà vua, sau khi tìm được cách tính tuổi, ông rất vui mừng, cảm động và nhớ đến bà lão hái hoa đào. Nhà vua truyền cho thần dân cả nước: "Nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây. Từ bây giờ, trong cả nước, mỗi lần hoa đào nở được mở hội 3 ngày đêm. Và những ngày vui ấy, sau này, từ đây, chúng ta sẽ gọi ngày ấy là ngày Tết. Nghe rõ chưa?" Dạ. "Mỗi lần hoa đào nở là mỗi ngày Tết. Nghe rõ chưa?" Dạ. "Rồi, chúc mừng ngày Tết. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Chúc mừng năm mới." Đó là câu chuyện về ngày Tết. Phong tục ấy còn truyền mãi cho đến bây giờ. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện sự tích ngày Tết. Sự tích ngày Tết ấy cho mình thấy mỗi người chúng ta cứ mỗi năm thì thêm một tuổi. Người ta chúc cho nhau tiền vào như nước sông Hồng, tiền ra như cà phê gì đó, cà phê khát vọng nhỏ giọt. Chỉ mong nhận vào thôi mà không muốn cho đi. Điều đó không phải là xuân lòng thương xót. Xuân lòng thương xót là xuân biết cho đi, biết chia sẻ. Vì thế mà trong suốt tuần lễ này, anh em khát vọng cũng như tín thác tiếp tục đi đến những mái ấm, đến những người cơ nhỡ, đến những người gia đình khó khăn để tặng quà Tết cho họ. Đi xa ở các tỉnh rồi, nhưng mà ở trong thành phố Sài Gòn, thành phố Biên Hòa, không phải là toàn người giàu, nhất là trong những khu ổ chuột, trong những gầm cầu, biết bao nhiêu người không cửa, không nhà. Các anh em tín thác và khát vọng vẫn tiếp tục đem mùa xuân đến cho những người nghèo khổ ấy. Chúng tôi đã dự trữ sẵn gạo, mì, nhu yếu phẩm để tặng cho bà con, cũng như là ai khó khăn thì có thể đến quán cà phê khát vọng và ăn Tết với chúng tôi. Đó là điều mà anh em thực hành xuân lòng thương xót, như
chủ đề mà chúng tôi đã thực hiện đêm diễn nguyện ngày 28 tháng 1 vừa rồi là có những mùa xuân. Và cuối cùng thì chỉ còn lại một mùa xuân và mãi mãi là mùa xuân, đó là xuân lòng thương xót. Ước mong anh chị em và các bạn chúng ta mừng Tết biết quan tâm đến nhau, biết nghĩ đến nhau và cầu chúc cho nhau, không phải là tiền nhiều của lắm hay là đẹp hay là giàu hay là sang, nhưng mà cầu chúc cho nhau được như Đức Giêsu. Đức Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm mạnh mẽ và tràn đầy ơn sủng trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Cầu chúc cho anh chị em và các bạn, nhất là thiếu nhi chúng con, thêm một tuổi mới, thêm khôn ngoan, thêm mạnh mẽ, tràn đầy ân sủng và dễ thương, dễ mến trước mặt Thiên Chúa cũng như mọi người. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Bây giờ mời anh chị em và thiếu nhi chúng con tìm hiểu sự tích bánh chưng cặp. Ngày xưa có hai vợ chồng, vì mỗi người một tính cho nên ít khi sống hòa thuận. Anh chồng thì nghiện ngập đủ thứ, ngoài những lúc ăn uống đàn đúm ra, anh ta hết chơi chim khiếu lại đến chim mồi. Có lần gặp con chim mồi đẹp, anh ta mang cả con trâu đi mà đổi lấy con chim mồi ấy. Mỗi lần đi chọn được con chim nào về là anh lại làm thịt để nhắm rượu. Quanh năm suốt tháng, anh toàn bày ra những trò ăn chơi như vậy, ít khi ngó ngàng đến công việc làm ăn, phụ giúp vợ mình. Họa hoàn lắm. Sau khi người vợ phát hết những cây cỏ của đám nương, thì anh mới giúp được đôi buổi để hạ những cây to. Trong khi đó, người vợ lại vụng về không biết khuyên bảo chồng. Mỗi lần người chồng ăn uống say sưa đâu về, chị lại thường gắt gỏng, mắng nhiếc không tiếc lời. Vào một năm nọ, khi ngày Tết đã gần đến, làng bản ai ai cũng tấp nập sắm sửa để đón Tết. Con gái ban đêm may cắt những bộ quần áo mới, ban ngày lên rừng kiếm củi cắt lá dong, rọc lá chuối, ra suối đãi gạo, rửa rau. Trai làng thì sửa sang nhà cửa, quét dọn bàn thờ tổ tiên. Nhà nào nhà ấy đúng là bận tíu tít như ngày Tết. Chỉ riêng có vợ chồng nhà nọ vẫn chưa sắm sửa được tí gì. Số là ngày 29 Tết, anh chồng vừa đi uống ở đâu về say mềm, người vợ lại chửi mắng không ngớt. Thế là một cuộc cãi lộn giữa hai vợ chồng lại nổ ra. Thấy vậy, đứa con gái nhỏ len lén đến gần mẹ hỏi: "Mẹ ơi mẹ, sao ở nhà ta chưa gói bánh chưng hả mẹ? Con thấy nhà bên cạnh của mấy đứa bạn con nó gói bánh chưng hết rồi, sao nhà mình chưa gói?" Người mẹ quắc mắt nhìn con trả lời: "Bánh à? Lấy đâu ra thịt mà làm nhân? Làm sao mà có bánh được?" Lúc đó, thằng con trai lớn cũng vừa đi chơi đâu về, hớt hải hỏi bố: Bố ơi, nhà ta chưa có thịt lợn à? Khắp bản người ta thịt cả hết rồi, sao nhà ta chưa có thịt lợn vậy hả bố?" "Lợn mình bằng con chuột, thịt lúc nào mà chẳng được. Mẹ mày có chăn lợn bao giờ đâu mà có lợn to." Tuy đang giận vợ, nhưng khi các con hỏi nào bánh nào thịt, anh ta cũng động lòng. Cho nên ngay sau đó, anh ta liền sang nhà hàng xóm ăn trộm một đùi lợn mang về. Chiều tối, anh ta bỏ sang nhà bạn uống rượu. Bởi uống quá say, anh không thể nào về đến nhà được nữa, nằm vật bên bìa rừng
Người qua đường thấy vậy, vội đến bảo chị vợ đi dìu chồng về. Người vợ đang sẵn bực dọc trong lòng, liền buông lời nguyên rủa: "Kệ xác nó, cho hổ tha ma bắt nó đi càng tốt. Cái đồ say sưa tối ngày, tết nhất nên không phụ cho vợ một tay, còn đi nhậu đi gì gì. Đồ chết tiệt, sao mà khốn khổ tôi mà lấy phải cái thằng chồng khốn nạn như thế này không biết nữa. Trời ơi là trời." Chu cháo lên như thế, rồi chị ta tiếp tục ngồi gói bánh, rồi bắt nồi lên luộc. Lúc đó, đêm đã khuya, hai đứa con thấy đợi bánh lâu quá, ngủ lúc nào không biết. Lúc bây giờ, chị ta mới sực nhớ tới chồng đang nằm ở ngoài trời. Chị ta thắp đuốc và giục thằng con trai dậy cùng đi tìm chồng. "Ô, có ai thấy chồng tôi đâu không? Ôi, thằng Đức ơi, có ai thấy đâu không? Ôi, thấy không? Ôi, đâu rồi? Ôi, ôi, anh ơi, chồng ơi, chồng ơi! Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố đâu? Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, đâu?" Tới đoạn bìa rừng, chị ta gọi mãi nhưng mà không thấy tiếng thưa. Không còn cách nào nữa, chị đành đi sâu vào các lùm cây bụi cỏ để tìm. "Ôi bố ơi, ôi, ôi chồng ơi, là chồng, ôi chồng ơi, ôi bố ơi, chồng ơi, ở đâu, ở đâu, ở đâu, bố ơi, chồng ơi." Bỗng đến một nơi cây cỏ nát lụt. Đi bước nữa, chị thấy những vũng máu rồi tại áo. Mẹ con òa lên khóc: "Ôi, thế là bố bị ăn thịt rồi, cọp ăn thịt rồi, bố ơi, ôi, chồng ơi là chồng, gỗ ăn thịt chồng rồi." Hai mẹ con vừa khóc vừa chạy vội về làng. Nghe tiếng kêu khóc thảm thương của hai mẹ con nhà họ, cả làng kéo đến giúp tìm thâu đêm nhưng không thấy tăm hơi anh chồng đâu cả. Hối hận lắm, sáng hôm sau, người vợ và đứa con trai lại bổ đi tìm chồng. Hai mẹ con cứ lần theo các giọt máu và vết chân hổ mà đi. Họ đi mãi, cho đến trưa thì tìm thấy xác chồng ở trong thung lũng. Xác anh ta còn đó, vì mùi rượu nồng nặc, hổ không thể nào ăn được. Người vợ ôm lấy xác chồng mà khóc, mà kể lể mọi nỗi khổ cực của mình cùng với đứa con. Hai mẹ con lại ngồi ôm lấy xác chồng mà khóc: "Ôi, anh ơi, sao anh bỏ em mà đi, anh ơi, 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 tết nhất đến nơi rồi, anh ơi, 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 ơi." Chị ta khi thì gào thét, lúc thì kể lể vật vã bên chồng. Cuối cùng thì chị ta khóc không thành tiếng nữa. Chị ta nghĩ, bây giờ mà về thì cũng nghèo đói, lại bị làng bản chê cười là đã bạc bẽo với chồng, chi bằng chết đi cho rảnh. Nghĩ vậy, chị tự cắn lưỡi mà chết. Con hổ lúc đó đang lẩn sau bụi cây, nghe hết mọi điều chị ta than khóc, lấy làm thương hại lắm. Nó nghĩ, bây giờ làm sao mà đền tội cho vợ chồng nhà nghèo này được. Thế là hổ ta bèn đi bắt lấy hai con lợn, chờ đêm đưa xác vợ chồng nọ cùng hai con lợn vừa bắt về ngay trước cửa nhà họ. Người con trai thấy mẹ chết theo bố, sợ quá chạy về nhà. Hai anh em kêu khóc thật sầu thảm: "Bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, bố ơi, bố mẹ ơi, đâu mất rồi, giờ con đâu, bố mẹ ơi." Chiều 30 Tết, cả làng người đưa đến cân thịt, kẻ đưa đến chiếc bánh, nhưng cả hai đứa bé đều không thiết ăn. Sáng hôm mùng 1, từ tinh mơ, người ta thấy xác hai vợ chồng ôm nhau chết ngay trước cửa. Bên cạnh còn có hai con lợn chết lăn ra đấy nữa. Cả làng đều lấy làm lạ. Khi họ súng lại xem thì thấy xung quanh dày đặc vết chân hổ, mới biết là hổ đã mang xác của hai vợ chồng
cùng với hai con lợn về để trước cửa. Trước cảnh thương tâm đó, dân làng bỏ cả ăn Tết để khâm liệm chôn cất cho vợ chồng họ, rồi dùng hai đầu lợn cúng lên trước hai vong linh. Về sau, hai đứa con lớn lên, hàng năm cứ đến 30 Tết lại nhớ tới ngày giỗ bố mẹ. Hai đứa con gói bánh chưng rồi buộc cặp hai cái vào nhau, đặt lên bàn thờ cúng cha mẹ. Từ đó, người Cao Lan cứ đến Tết lại gói bánh chưng, hai cái buộc vào nhau, luộc chín để cúng tổ tiên. Đó là sự tích bánh chưng cặp. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Thưa anh chị em và các bạn, đó là sự tích bánh chưng cặp. Nên tôi thấy từ bé, bố mẹ tôi cứ đem, vì là mẹ tôi cũng con út mà bố tôi cũng con út, cho nên Tết thì phải đi Tết các bác trai, bác gái, thường đem một cặp bánh chưng. Chứ ai, ít ai mà Tết một cái bánh chưng bao giờ, hay là đặt lên bàn thờ cũng một cặp bánh chưng, là vì sự Tết bánh chưng cặp. Ngày xưa tôi không biết, bây giờ lớn lên tìm hiểu thì mới biết là có chuyện bánh chưng cặp là vậy. Vợ chồng sống chết coi nhau, thủy chung với nhau. Và qua câu chuyện bánh chưng cặp đó, ta cũng thấy là những người làm cha, làm chồng chưa sống tròn bổn phận của mình. Nếu cái anh chồng, nếu người cha ấy mà sống tròn bổn phận thì đâu xảy ra cái cảnh thương tâm như thế. Lo Tết cho vợ con. Có nhiều người chồng rất là gương mẫu, rất là xứng đáng. Gần đến ngày Tết tôi thấy có những ông, những anh cật lực làm. Nói làm chi dữ vậy, nói làm để kiếm chút quà gửi về gia đình. Những anh đi làm xa, hoặc là dành dụm để ngày Tết có cái gì mà lì xì, hoặc là sửa soạn ngày Tết cho nó tươi tắn, cho nó sung túc. Lo cho vợ, lo cho con, lo cho gia đình của mình. Còn có, chỉ có một thiểu số thôi, là những ngày Tết thì sinh ra tứ đổ tường. Người thì cờ bạc, người thì rượu chè, người thì hút sách, người thì chơi bời đủ thứ. Cứ lý do là Tết mà xả láng. Không, Tết không phải là để xả láng. Tết là ngày họp mặt gia đình. Gia đình, bà con, anh chị em đi thăm nhau, rồi họp mặt với nhau để chung vui, để chia sẻ niềm vui ngày đầu xuân. Cả năm rồi vất vả, bởi những lúc mà chúng ta ngồi thảnh thơi nói chuyện đầu xuân, nói chuyện chia sẻ những vui buồn trong năm vừa qua, rồi có bữa cơm gia đình, bên đó có cặp bánh chưng, bên đó có thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu pháo Tết bánh chưng xanh. Có những hình ảnh đó rất là đẹp. Gia đình gọi là xuân đoàn tụ, xuân đoàn viên. Trong chương trình diễn nguyện có những mùa xuân, chúng tôi cũng nói đến xuân đoàn tụ, xuân đoàn viên. Là những người làm cha làm mẹ mong ước con mình về đoàn tụ với mình. Người nào cũng mong ước về đoàn tụ với cha mẹ của mình. Và những cặp vợ chồng lại càng mong ước có thể gặp gỡ bên nhau, để khỏi phải hát là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Là nhớ người xưa có người yêu mình về ăn Tết với mình mà bây giờ không thấy người xưa nữa. Và có thể hát với nhau rằng là anh cho em mùa xuân đã đến rồi, lộc xuân tràn phơi phới. Để có bên nhau thì mới có mùa xuân. Còn nếu không thì nếu xuân này vắng anh, hoa lá tên tàn tàn tàn, như giao thừa không tiếng pháo, hai đứa rát đôi nhau, thì đừng đến xuân ơi. Thà đừng đến xuân ơi, vì không có anh. Ước mong rằng những người đang giận hờn nhau, những người như là cái bà vợ bên đây đang giận chồng, đang đây nghiến chồng mình, thì hãy bớt giận lại, bỏ qua tất cả những gì giận hờn trong năm cũ. Hai vợ chồng, hay là hai bạn, hay là những người mà giận hờn nhau, hãy làm hòa với nhau, hãy tha thứ cho nhau, để mùa xuân lòng thương xót Chúa là mùa xuân đoàn tụ. Xuân đoàn tụ là xuân lòng thương xót.
Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân nàng ước mơ. Mời anh chị em và các bạn đến với sự tích thứ ba, đó là chuyện kiêng quét nhà ngày Tết. Bắt đầu từ giao thừa, không nhà nào dùng chổi quét nhà cửa, bởi mọi người tin rằng quét nhà trong mấy ngày Tết sẽ là quét hết tài lộc trong năm mới ra ngoài. Tại sao có chuyện đó? Chuyện kể rằng ngày xưa có người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo, gặp một bé gái ăn mặc rách rưới, gầy gò xanh xao. Động lòng trắc ẩn, ông lái buôn đưa cô bé về nhà làm con nuôi và đặt tên là Như Nguyệt. Đem cô bé về nhà nuôi được vài năm thì Âu Minh ăn nên làm ra, nhà rất giàu nhưng cũng trở nên ác độc keo kiệt. Một hôm, nhân ngày mùng 1 Tết, không may cô bé Như Nguyệt làm vỡ chiếc bình quý. Âu Minh đã đánh Như Nguyệt. Cô bé sợ quá chu vào đống rác ở góc nhà. Vợ Âu Minh không để ý nên vô tình quét nhà hót luôn cả đống rác có Như Nguyệt bên trong đổ đi. Từ đó nhà Âu Minh lại nghèo rớt mùng tơi. Người ta bảo Như Nguyệt chính là thần tài và lập bàn thờ để thờ. Có lẽ vì vậy mà bàn thờ thần tài thì thường để ở góc nhà. Từ đó có tục kiêng hót rác trong 3 ngày đầu năm, do người ta sợ hót mất thần tài ẩn trong đó đổ đi, sự làm ăn sẽ không phát đạt. Thưa anh chị em và các bạn, đó là dân gian, họ tin như thế và truyền lại qua bao thế hệ như thế. Chúng ta những con cái lòng Chúa thương xót, dĩ nhiên mình chẳng kiêng cữ gì. Nhưng mà phép lịch sự thì có quét nhà thì cũng đừng có để lúc khách đến mình quét nhà như là mình đuổi khách ra khỏi nhà. Nếu mà quét thì quét trước hoặc là cách nào đó, đừng để khách đến nhà mà đi quét nhà, hóa ra mình không muốn tiếp họ. Rồi kế tiếp là chúng ta thấy là chuyện Âu Minh vì keo kiệt quá, lúc đầu thì còn có lòng thương xót đón Như Nguyệt về để nuôi nấng. Nhưng mà sau đó khi mà ăn nên làm ra, có tiền có của thì đổi tính đổi nết, trở nên keo kiệt và ác độc, hành hạ cô bé Như Nguyệt, rồi làm vỡ cái bình mà. Cái bình nó có quý mấy thì quý, nó đâu bằng con người. Còn người thì còn vật, còn nếu mà mất người mà có vật thì còn nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà họ keo kiệt, họ ác độc, họ coi tiền là trên hết, cho nên là mới đánh đập Như Nguyệt. Cô bé sợ quá trốn vào góc nhà. Người vợ thì tưởng là rác hót luôn cả cô bé đấy mà đi đổ vào thùng rác. Từ đó thì ông Minh không ăn nên làm ra nữa, nghèo dần. Lý do mà chúng ta thấy đấy là vì không có lòng thương xót. Lúc trước ông có lòng thương xót, ông đón cô bé đấy vào, Chúa ban cho ăn nên làm ra. Sau này mình ăn nên làm ra rồi, đáng lẽ phải tạ ơn Chúa và càng thực hành lòng thương xót lớn hơn, rộng hơn, mạnh hơn nữa. Đây lại càng có tiền thì càng keo kiệt, mà dường như những người có tiền thì lại càng nhiều tiền lắm của thì lại càng keo. Mà có người bảo với tôi rằng là cha nói vậy chứ đúng là như thế, nhưng mà nó keo vậy nó mới giàu. Cứ như cha thì bao giờ mà giàu. Tôi nói thật như vậy mà giàu tôi cũng chẳng ham. Dù mà keo lúc nào cũng phải tính toán với anh em, lúc nào cũng phải bùn xỉn, lúc nào cũng chất bóp, nó khổ làm cái gì. Có tiền mà khổ như vậy tôi chả ham. Bạn có thích ham mà làm giàu mà khổ như vậy không? Không có tiền mà có nhiều xài nhiều thoải mái đi. Còn có tiền mà cứ phải tính toán so đo rồi kỳ kèo keo kít thì đủ mọi thứ.
không có lòng thương xót thì Chúa cũng không xót thương. Phúc cho ai biết xót thương người được Chúa xót thương. Ông ấy xót thương cô bé Như Nguyệt thì Chúa xót thương ông ấy cho ông ăn nên làm ra. Ông không biết xót thương người thì Chúa không xót thương ông ấy, cho nên ông ấy làm ăn lụi bại. Chuyện đó đương nhiên thôi, gieo gió thì cũng gặt bão thôi à. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, nhớ đến câu chuyện quét nhà thì nhớ đến hãy có lòng thương xót, vì Chúa nói ai thương xót người thì sẽ được Chúa xót thương. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Và bây giờ thì chúng ta đi đến câu chuyện là cúng gà đêm giao thừa. Theo phong tục của người Việt Nam từ xưa, mâm cỗ cúng giao thừa thường có một đĩa xôi gấc đỏ tươi với ý nghĩa là cầu may mắn đỏ đắn cho cả năm. Rồi có một con gà trống hoa luộc rất khéo, miệng ngậm bông hồng đỏ với ý nghĩa khỏe mạnh tinh khiết. Sở dĩ gà được chọn làm vật cúng tế linh thiêng trong đêm giao thừa bởi vì theo thần thoại của một số dân tộc Việt Nam, ngày xưa khi Ngọc Hoàng mới sáng tạo ra mặt đất, thấy lạnh lẽo ẩm thấp, người bèn sai 10 mặt trời suốt ngày đêm chiếu sáng để sấy khô mặt đất. Nhưng đất đã khô trắng nứt nẻ rồi mà Ngọc Hoàng quên không thu các thần mặt trời lại, khiến cho con người và cây cỏ khốn đốn vì nắng hạn. Quên mất, Ngọc Hoàng quên, cho nên là dân đông khổ. Có một chàng dũng sĩ dương cung lên bắn liên tiếp rụng 9 cái mặt trời. Mặt trời cuối cùng sợ hãi quá bay tít lên cao và trốn biệt không ló ra nữa. Mặt đất lại lạnh lẽo tối tăm. Con người và loài vật rủ nhau đi gọi mặt trời, chẳng con nào gọi được. Rủ nhau hết con này con kia gọi: ô mặt trời ơi, mặt trời ơi, mặt trời ơi, mặt trời ơi, mặt trời ơi. Cuối cùng chỉ có con gà trống khỏe mạnh cất tiếng gáy vang lừng: ô ô ô ô ô, khiến mặt trời tò mò ngó xuống. Rồi quên cả sợ hãi, hạ thấp dần độ cao, khiến mặt đất lại sáng bừng lên. Đêm giao thừa, trừ tịch, là đêm mà trời đất tối tăm nhất. Người ta bảo đó là lúc mặt trời ẩn mình sâu nhất. Nhà nhà bảo nhau đều cúng một con gà trống, với hy vọng con gà sẽ đánh thức mặt trời chiếu sáng cho đủ đầy ánh nắng cả năm. Gà cúng trong đêm giao thừa phải là gà trống hoa, trống mới le te gáy với ý nghĩa khỏe mạnh tinh khiết. Đó là ước mong mưa thuận gió hòa của cư dân nông nghiệp. Con gà thành một mã văn hóa đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của nghề nông lúa nước. Lâu dần, cúng gà trống hoa thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam vào lúc giao thừa. Cúng gà đêm giao thừa là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Thế hệ mai sau cần gìn giữ truyền thống có từ lâu đời này. Không nên vì ảnh hưởng của thời cuộc làm mai một đi một nét đẹp trong phong tục dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, với chúng ta, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, thì chúng ta đọc lại câu chuyện cúng gà đêm giao thừa cho chúng ta nhớ đến việc rước Chúa vào nhà trong cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Trong Kinh nguyện lòng Chúa thương xót, chúng tôi
Có phần phụ lục, đấy là nghi thức đón Chúa vào nhà đêm giao thừa. Mời anh chị em và các bạn, chúng ta thực hiện nghi thức ấy trong đêm giao thừa. Đây là nghi thức đón Chúa lòng thương xót vào gia đình ngày đầu năm. Kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 198. Thay vì mình cúng gà đêm giao thừa, thì mình đón Chúa vào nhà đêm giao thừa. Vẫn biết khi người ta, mình thấy những anh chị em tôn giáo bạn, những người Việt Nam mà giữ lại nghi thức cúng gà ấy, mình cũng trân trọng một truyền thống tốt đẹp. Nhưng mà điều ấy giúp chúng ta liên tưởng đến mình là người Công giáo, không cúng gà đêm giao thừa, nhưng rước Chúa vào nhà đêm giao thừa. Gà gáy báo hiệu niềm vui, báo hiệu mặt trời ló dạng, báo hiệu một sự sống mới, thì chúng ta cũng rước Chúa vào nhà. Chính Chúa là thần, chính Chúa là mặt trời. Mặt trời công chính chiếu sáng cuộc đời chúng ta. Chính Chúa đem lại niềm vui, chính Chúa đem lại hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Như mỗi người chúng ta, nhiều người đã thực hiện nghi thức đón giao thừa, đêm đón Chúa vào lòng, Chúa lòng thương xót vào nhà đêm giao thừa, hoặc cả sáng mùng một Tết. Anh chị em đã có kinh nghiệm đó, và những người chưa làm thì xin vui lòng mở nghi thức đón Chúa lòng thương xót vào gia đình ngày đầu năm trong cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 198, phần cuối cùng. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Hết giờ chưa? Vâng, còn 5 phút nữa xin được gửi đến anh chị em và các bạn một câu chuyện cuối cùng. Đó là câu chuyện sự tích đốt pháo và rắc bột ngày Tết. Ngày xưa, người Việt thường hay bị các hung thần dữ tợn quấy rầy và nhũng nhiễu. Trong số các hung thần gây tai hại ấy, có một hung thần tên là Na Á. Na Á là vị thần rất dữ tợn độc ác. Hắn có một bà vợ cũng quá quắt không kém chồng, thiên hạ vẫn gọi là bà Na Á. Mặc dù hung tợn, nhưng hai ông bà Na Á lại có điểm yếu là sợ ánh sáng và ồn ào, cho nên thường luẩn quẩn trong bóng tối và nhũng nhiễu khi mặt trời tối. Nhưng như thế cũng đủ làm cho người ta thất điên bát đảo rồi. Không có bùa phép nào chủ yếm nổi vợ chồng hung thật này, ngoài hai thứ kể trên là ánh sáng và ồn ào. Các vị thần phù trợ và bảo vệ dân gian thường phải dùng tất cả các phép thuật, mang hết bản lĩnh của mình ra, cũng chỉ có thể kiềm hãm và ngăn chặn được hai vợ chồng hung hãn, tránh không cho họ nhũng nhiễu dân gian mà không diệt trừ được họ. Thế nhưng, đến ngày cuối năm và đầu xuân, các vị thần phù trợ dân gian phải về trời chầu Hoàng Ngọc Hoàng. Vậy là hai ông bà Na Á không có ai kiểm soát, thừa lúc tha hồ tác ai, tác oai, tác quái, nhũng nhiễu dân gian, gây nên không biết bao nhiêu sóng gió, đau khổ. Thương dân gian, nhưng lệnh về chầu Ngọc Hoàng không thể kháng được. Các vị thần rất lo lắng và xót xa cho dân gian. Thế rồi, họ nghĩ ra được cách để trừ cái họa ông bà Na Á làm lộng mấy ngày Tết. Họ mới bày cho dân gian cách đốt pháo, thắp nhiều đèn trong nhà ngoài ngõ để đuổi hai hung thần sợ tiếng ồn và ánh sáng. Cho nên tối đêm 30 Tết, nhất là từ giao thừa, mọi nhà đua nhau đốt pháo ầm ĩ, vì người ta tin rằng những tiếng pháo nổ lẫn mùi thuốc súng có sức xua đuổi vợ chồng Na Á hung thần ấy khỏi đến giao duyên, đến làm chuyện không lành trong ngày đầu xuân, đuổi vị thần hung dữ ấy đi để tránh điều không may, để không có bị ma quỷ sự dữ quấy phá nữa. Đó là việc mà đốt pháo
Còn đuổi tà ma trong mấy ngày Tết, người ta lấy vôi bột rắc quanh nhà, dùng vôi vẽ cung tên ở trước cửa. Tục truyền này từ thời vua Đinh Thiên Hoàng theo sự tích như sau. Ngày xưa, khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn sứ quân, giặc giã trong nước vừa yên thì bệnh dịch hạch nổi lên, giết hại rất nhiều người. Đây cũng là hậu quả tất yếu do những trận chiến đầy lửa để lại biết bao xác người. Không có ai chôn cất, dẫn đến phân hủy ngoài tự nhiên, làm ổ cho các bệnh dịch. Cũng từ đó mà sinh ra rất nhiều hồn ma dã quỷ vất vưởng, không nơi cư ngụ, lang thang khắp chiến trường, làng mạc, nhũng nhiễu dân chúng. Vua Đinh Tiên Hoàng biết không thể đương đầu lại với địch thủ ghê gớm ấy. Bèn lập đàn, ngước lên trời, kêu xin trời đất can thiệp, giúp vua cứu vớt muôn dân. Một vị thần được phái xuống hạ giới, liền mách bảo nhà vua là dùng vôi bột rắc quanh mỗi nhà, rồi vẽ cái cung, cái tên để trước cửa để xua đuổi ma quỷ, thì tránh được mọi tai họa cho dân. Vua Đinh nghe lời, ra lệnh cho khắp nơi trong nước thi hành theo đúng lời chỉ bảo của sứ giả nhà trời. Nhờ đó mà bệnh dịch hạch biến mất. Từ đấy vẽ cung tên bằng vôi để trừ ôn hoàng dịch. Hung thần ác quỷ được dân chúng tin tưởng lưu truyền từ đời này qua đời khác. Thưa anh chị em và các bạn, đó là chuyện của dân gian đốt pháo trong những ngày Tết để xua trừ hung thần cặp vợ chồng nạ á, vì họ rất sợ tiếng ồn và ánh sáng. Đốt pháo thì ta thấy tiếng nổ và có ánh sáng bốc lên, rồi vẽ cung tên để làm cho ma quỷ là những oan hồn chết ở trong chiến trường, những người mà chết oan, họ vất vưởng không có nơi, theo niềm tin của những người không phải công giáo. Rồi vị thần xuống nói là rắc bột, vẽ cung tên, để chúng ta thấy là rõ ràng khi bệnh dịch người ta vẫn rắc bột mà. Với lý do là vệ sinh thôi, dịch tễ mà. Vì vôi bột nó có chất khử trùng, nó tiêu diệt những cái vi khuẩn. Rồi cung tên để bắn những vị thần, họ tin tưởng như thế. Khi nghe câu chuyện này thì chúng ta vẫn nhớ lại nghi thức đón Chúa lòng thương xót vào nhà đêm giao thừa. Vì khi mình rước Chúa vào nhà đêm giao thừa thì đó chính là để xua trừ ma quỷ sự dữ. Chẳng cần phải đốt pháo, chẳng cần phải rắc bột, chẳng cần phải vẽ cung tên. Nhưng có ảnh lòng thương xót Chúa, linh ảnh lòng thương xót Chúa mình rước vào trong gia đình của mình một cách trân trọng. Và chúng tôi đã làm một cái nghi thức rất trân trọng cho anh chị em, để chúng ta mỗi nhà đều có thể tự tổ chức, tự làm lấy, mất khoảng 10 phút trước giao thừa và đêm giao thừa, hoặc là ngày mùng 1 Tết, để chúng ta xin Chúa đến đem bình an, xua trừ ma quỷ sự dữ trong gia đình, đem bình an, đem niềm vui và lòng thương xót đến cho mọi người và trong gia đình của mình. Khi có lòng thương xót Chúa, lúc đó mới có được hạnh phúc, mới có được bình an. Vì Chúa nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân hàn ước mơ.